Xin chào các bạn. Brunei nổi tiếng là quốc gia giàu có bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á cũng như thế giới. Ở đây có rất nhiều cái nhất, từ hoàng gia giàu có bậc nhất, chịu chơi bậc nhất, cho đến ngay cả một ngôi làng nổi cũng được đánh giá là giàu có nhất thế giới. Có lẽ khi hình dung về ngôi làng nổi hay chợ nổi, chúng ta đều nghĩ đến khung cảnh lụp sụp, nhà cửa chen lấn nhau và môi trường ô nhiễm nặng nề. Không khó để thấy những hình ảnh đó tại Việt Nam hay nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nhưng làng nổi của Brunei thì hoàn toàn khác biệt. Thủ đô của Brunei, Bandar Seri Begawan, một cái tên rất dài, có thể được chia làm hai phần. Một phần là nơi sự giàu có nguy nga được thể hiện với những đền đài, công trình kiến trúc ngoạn mục. Nhưng ngay bên kia sông Brunei lại là một khung cảnh khác biệt. Đó chính là nơi mà làng nổi lớn nhất thế giới ngự trị. Làng nổi này có cái tên là Kampong Air, nghĩa đơn giản là làng nước. Làng nằm trên mặt nước. Kampong Air hiện là làng nổi lớn nhất trên thế giới, có khoảng 30.000 cư dân sinh sống trong hơn 40 làng với những ngôi nhà cách mặt nước chừng khoảng 2 mét. Cần phải biết rằng, dân số của cả đất nước Brunei mới chỉ là hơn 446.000 người mà thôi. Nên làng nổi Kampong Air vì thế là một cộng đồng lớn của đất nước. Cũng có một số nguồn thông tin khác nói rằng dân số của làng nổi Kampong Air là khoảng 13.000 người mà thôi. Nhưng dẫu sao, đó cũng đã là một con số vô cùng lớn. Chắc chắn Kampong Air là làng nổi lớn nhất thế giới. Kampong Air khiến cho chúng ta có những cảm giác vừa lạ vừa quen. Quen là bởi nơi này rất giống vùng đồng bằng sông Cửu Long hay là cộng đồng bà con gốc Việt sinh sống tại biển hồ của Campuchia. Còn lạ là bởi mặt tiền những ngôi nhà làng nổi Kampong Air không bung ra đường sông, nơi lưu thông của các phương tiện thủy hoặc nơi người dân chật vật bám lấy sông mà sống với những hàng quán bán mua như ở Việt Nam. Nhưng sự khác biệt lớn nhất nằm ở tiện nghi của nó. Khác với vẻ bề ngoài của làng có phần lụp sụp như những khu ổ chuột, không gian bên trong làng khiến bất kỳ ai cũng phải bất ngờ về sự tiện nghi, hiện đại của mỗi gia đình sống trên làng nổi. Các ngôi nhà gỗ đều được chạm khắc tinh xảo với những đường nét hoa văn độc đáo. Sàn nhà được trải thảm êm, mỗi hộ dân cũng giữ cho mình một khoảng không gian để làm vườn, trồng trọt hoặc chăn nuôi gia súc. Cuộc sống của họ cũng không khác gì nhiều so với cuộc sống trên đất liền. Trước cửa mỗi nhà đều có cầu tàu cho thuyền cập bến. Từng ngôi nhà ở Kampong Air có sự gắn kết, nối liền với nhau bằng hệ thống đường bộ được nhà nước Brunei làm bằng một loại gỗ đặc biệt trên đảo Borneo. Ở đây còn có cả những khu nhà mới 2 tầng có giá đắt đỏ hơn, khoảng 45.000 đô la Mỹ một căn nhà, trong khi nhà cũ chỉ khoảng hơn 4.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, chỉ người Brunei mới được phép mua nhà ở đây. Ở khu giàu có của ngôi làng, nội thất những căn nhà được trang trí khá là xa hoa và sang trọng. Các dịch vụ du lịch bắt đầu hoạt động ở làng từ năm 2016, cho du khách nước ngoài cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở ngôi nhà truyền thống của Brunei. Tất nhiên, cũng có những khu vực nghèo hơn, các ngôi nhà và lối đi đã đổ nát, hoang phế. Sự giàu có và xa hoa của thành phố dường như hoàn toàn đối lập với nơi này. Ngành đánh bắt cá và cua từng rất thịnh vượng đã trở nên suy giảm trong những năm gần đây do ô nhiễm và do nghề khai thác mỏ. Nhưng nó không phải là hình ảnh đại diện tiêu biểu cho cả làng Kampong Air, mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Dân cư ở làng nổi được trợ cấp khá tốt nhờ vào nguồn thu lớn từ dầu lửa của chính phủ. Mặt khác, họ còn được hưởng nhiều dịch vụ miễn phí từ nhà nước như giáo dục, y tế, người già được hưởng trợ cấp nữa. Làng được chu cấp đầy đủ với cơ sở hạ tầng như điện đường trường trạm hay là thánh đường Hồi giáo. Vậy nên, dân làng nổi sống khá thong dong. Rất nhiều người trong làng hàng ngày và đất liền làm việc trong các công sở. Cuộc sống của người dân ở đây khá dân dã, gần gũi, nhưng cũng rất lãng mạn với những khoảng sân rộng và lối đi chung được trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Nói yên bình khác hẳn với sự vất vả những làng nổi mà chúng ta thường được biết. Có một điều khá đặc biệt là tuy sống trên sông nước nhưng hầu như gia đình nào cũng có ô tô và họ để ở bãi xe gần nhất trên đất liền. Phía trước hay phía sau mỗi căn nhà đều có bến thuyền. Hàng ngày họ đón taxi nước vào bờ và lấy xe để đi làm. Taxi nước là phương tiện di chuyển chính ở đây, thường thì với giá 1 đô la Mỹ một chuyến. Nói là taxi nước nhưng nó chính là thuyền. Thuyền được làm bằng một loại gỗ đặc biệt địa phương, có gắn động cơ với nhau. Hàng ngày, taxi nước đưa đón các công chức vào đất liền làm việc,
phục vụ khách du lịch, buôn bán trên sông. Có đến khoảng 90 hãng taxi nước và hơn 500 chiếc taxi hoạt động ngày đêm phục vụ di chuyển cho cư dân ở đây, hơn gấp đôi số taxi hoạt động trên đất liền. Từ bến tàu ngay trung tâm thành phố, người ta có thể quan sát hàng trăm chiếc taxi nước chạy qua chạy lại như là con thoi, tạo cảm giác cuộc sống của người dân nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt và sôi động. Hình ảnh của những chiếc taxi nước đôi khi khiến Bandar Seri Begawan được ví với biệt danh mỹ miều là Venice của phương Đông. Thực tế, làng nổi Kampong Ayer là một phần lịch sử và văn hóa rất quan trọng của Brunei. Theo một số tài liệu cổ xưa, thì Kampong Ayer đã bắt đầu hình thành khoảng 1.500 năm trước. Tuy vậy, ban đầu chỉ là những nhóm người nhỏ sống rải rác trên đảo Borneo, lo sợ thú dữ và hiểm họa trên mặt đất, nên đã dựng nên những căn nhà sàn đầu tiên trên mặt nước để trú ngụ. Sau này, khi đế chế Brunei dần được hình thành, ngôi làng này ngày càng rộng lớn hơn và những cư dân đầu tiên ở đây cũng chính là những cư dân đầu tiên của Vương quốc Brunei. Thế kỷ 14 đến 16 là thời kỳ thịnh vượng nhất của Brunei và cũng là của Kampong Ayer khi làng nổi này trở thành trung tâm kinh tế, hành chính, là kinh đô của đế chế Brunei thời bấy giờ. Năm 1971, người ta ước tính rằng khoảng 136.000 người, tương đương 60% dân số Brunei sống tại Kampong Ayer. Dần dần sau này, công nghệ hiện đại giúp thủ đô Brunei dễ tiếp cận hơn. Nhiều người làng đã chuyển tới sống ở đất liền, chứ không còn ở Kampong Ayer nữa. Dân số của làng cũng vì thế giảm đi, nhưng đến giờ nó vẫn là ngôi làng nổi lớn nhất trên thế giới. Thậm chí, người ta còn xây dựng cả bảo tàng để nói về Kampong Ayer. Trong bảo tàng công nghệ Brunei chiếm một diện tích lớn trưng bày và mô phỏng ký ức sống của dân làng nổi. Với bề dày lịch sử hơn 1.500 năm mà khởi dựng chỉ là những nhóm người nhỏ, cũng là những cư dân đầu tiên của Vương quốc Brunei sống rải rác trên đảo Borneo, đến sự phát triển độc đáo và bản sắc như ngày nay. Kampong Ayer vì thế là niềm yêu quý và tự hào của người dân Brunei. Dù giờ đây chỉ còn vài phần trăm dân số làm nghề đánh bắt, con cháu của làng nổi nhiều người khá giả, nhưng họ luôn yêu làng như máu thịt của mình và nhiều người không muốn rời đi lên đất liền dù ở đấy có bao nhiêu tiện lợi. Vì là một phần lịch sử quan trọng nên Kampong Ayer luôn được hoàng gia của Brunei quan tâm chú ý. Quốc vương Brunei cũng luôn dành sự quan tâm chăm chút để làng nổi này luôn giữ được vẻ độc đáo, là biểu tượng của lịch sử và văn hóa Brunei. Đó cũng là cách bảo vệ di sản sống quý báu của Brunei, để dù bất cứ ai đặt chân đến đất nước này cũng đều không thể bỏ qua làng nổi Kampong Ayer. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.